Lâm Quân Thành Định xin kính chào toàn thể bà con ạ. Địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông ạ. Vâng, bác nào cần mua hàng và đặt hàng thì liên hệ đến số điện thoại 0973 164 668 nhá. Và hôm nay ngày 12 tháng 11 em báo giá lô máy khủng nhá. Vâng, lô giá lô máy 35 con máy. Vâng, đủ các thương hiệu khác nhau ạ. Vâng đây. Marujama, Hitachi này, Mitsubishi này, vâng, TBE, TLM này có hết nhá, máy to máy nhỏ này có hết nhá các bác nhá, vâng, Shinowa này, Komatsu này, vâng, lại Marujama, Zenwatt, Isuki, Ryubi, Shingu, ST, vâng, hôm nay rất nhiều máy nhá, vâng, nó máy 34 con, 35 con này, 34, 35 con, vâng, báo giá cho bà con. Cái giá này là em đã báo giá là bao ship nhá, bao ship, bao đồ cho bà con hết rồi. Vâng, đồ thì gồm có lưỡi dao vuông, bát phát cước, dây đeo, tip mở buji và đầu dao ạ. Thể lệ bán bên em là bác nào kết con nào, chốt con nào thì cọc cho em 50.000 nhá. 50.000. Em sẽ gửi hàng Viettel ship đến tận nhà. Trước khi các bác giao tiền lại cho nhân viên giao hàng, các bác có thể test lỗ thử nhá, test lỗ thử xem kỹ máy thông số ạ. Vâng, để không mất thời gian nhiều cho các bác, em hôm nay nô nhiều em quay luôn cho các bác. Vâng, con số 0. Vâng, con số 0 được con Talaka. Vâng, một con Talaka 20cc lòng 30 ly, chỉ giá chỉ 900.000 đồng ạ. Vâng, nổ luôn ạ. Buổi tối nên là hình ảnh nói chung là nó cũng không được sắc nét, các bác thông cảm. Mà hôm nay nô máy này em chắc hết rồi, lổ hết cho các bà con. Và một con số 1, con số 0, các bác con số 0 nhá, 900 đến từ hiệu Talaka. Và tiếp tục là con số 1, con số 1 đến từ thương hiệu Hitachi. Con này 23cc lòng 32 ly ạ. Con này 32 lòng 32 ly. Vâng, con này có giá là 1 triệu nha bà con. Mới mà. Cực kỳ mới luôn. Giá chỉ 1 triệu. Nổ biên sáng. Vâng, nổ luôn. Và cái kết. Bơm xăng cẩn thận nhé, cái bơm xăng này này, như cái thợ thì em cũng quá tay tí là nó hơi ngộp xăng tí, phải ga lên tí. Con này hiện tại chưa đắp tay cái ca dây ga đấy, nó vậy ga lên tí nó giật. Vâng, con số 1 có giá là 1 triệu nha bà con, đến từ thương hiệu Hitachi lòng 32 ly 23cc. vâng, lại một con Hitachi tiếp, con 23cc 23cc cho con 23cc. Con số 2 nhá. Dán nhầm con lô ta. Vâng, tiếp tục là con số 3 đến từ thương hiệu Hitachi 23cc lòng 32 ly ạ. Trục giật trợ lực. Vâng, cực kỳ mới, zin nguyên bản 100% cho bà con luôn. Vâng, con số 3 Hitachi. Con này có giá là 1 triệu tư nha bà con. Vâng, tiếp tục là con số 4. Con số 4 đến từ thương hiệu Marujama 20cc lòng 30 ly, cực kỳ mới. Vâng, con này có giá là 1 triệu 2 nha bà con. Vâng, tiếp tục là con số 5 thì cũng đến từ thương hiệu Marujama. Con này 20cc. Con này thì 20cc lòng 30 ly như vậy. Con này có giá là 1.250.000 nha. Con này đủ lời luôn nha. Đủ lời luôn.
Vâng, tiếp tục là con số 6 ạ, Y6. Con này cũng Maruyama 23cc. Vâng, con này có giá là 1 triệu rưỡi nhá, cho con Maru 23cc. Đời cũng luôn giờ ngon luôn. Bố còn trắng tinh luôn. Em bật đèn soi cho các bác cho nó kỹ. Đi trời tối nhưng mà nó còn kỹ sáng hơn ban ngày ạ. Vâng, tiếp theo là một con Mitsubishi TBE 24, cực kỳ mới, mới trên 90%. Vâng, đời mới. Con này sản xuất 2014 nha bác. Tháng 2 2014, cực kỳ mới, bô trắng bóng sáng tinh luôn, bình xăng sáng. Cần kiếp còn nguyên tem. Vâng, cần kiếp còn nguyên tem nha. Vâng, con này có giá là 2 triệu nha bà con. 2 triệu con TB. Con số 8 đến từ thương hiệu Mitsubishi. Con này TL231 cho bà con. Chế 2 kim, ne tự động. Vâng, cũng mới, cũng còn mới luôn ạ. Trục giật trợ lực ạ. Rim nguyên bản 100% cho bà con luôn. Vâng, cực kỳ dễ nổ, nhẹ phát động. Đây là con trắng tinh nha. Rồi. Tiếp tục là con số Y9 đến từ thương hiệu Ryobi Mitsubishi. Vâng, một con Mitsubishi Ryobi. Con này là TL231. Vâng, TL231 số seri đây. Vâng, cũng còn tương đối mới ạ, bô trắng sáng luôn. Con này chế 2 kim. Chế 2 kim chế gom rồ luôn. PC chế mới. Tiếp tục là con số Y10. Cũng đến từ thương hiệu Mitsubishi TU26. Vâng, con này chế 1 kim thôi. Này chế 1 kim. Lốc máy có dập Mitsubishi nhá. Vâng, một cái tum cực kỳ chắc chắn, không bao giờ hỏng, mấy đời máy không hỏng cái tum này rồi. Tum rời. Còn Y10 có giá là 2,3 triệu nha bà con. Dây giật còn trắng tinh nha. Vâng, tiếp tục là con Y11 đến từ thương hiệu Mitsubishi TL23. Vâng, con này có giá là 1,5 triệu đồng. Rồi, cùng chôm cho bà con. Cùng trời cùng chôm. Dòng 23TL các bác vẫn phát cực ok nhá. Độ tua nó nhanh rồi, thoải mái luôn. Con này dây ga nó còn đây, em cho các bác tặng thêm bác một cái dây ga riêng có sơ cua. Tay ghi đông thì nó thay cái ghi đông khác vào rồi. Vâng, một con TL23 cực kỳ xịn. Giá là 1,8 triệu đồng nha. Vâng, tiếp tục là con cũng Mitsubishi Maruyama 26cc. Tum rời tum nhôm. Con này giá 2,2 triệu nha bà con. Vâng, lốc máy đều có chữ Mitsubishi Japan. Và có số seri ngày sản xuất ạ. Vâng, TL26 nha. 26cc lòng 33 ly, dòng TL này là dòng 3 là lòng 33 ly nha bà con. Rồi. Tiếp tục là con số 13. Mitsubishi TL26 ạ. Vâng, dùng sử dụng chế 2 kim. Dòng này thì không phải nói nhiều các bác rồi. Dòng này thì ai đã sử dụng rồi thì rất ok. Tum rời tum nhôm ạ. Vâng, con Y13 có giá là 2,3 triệu. 2,3 triệu. Vâng, tiếp tục là con số Y14, một con Mitsubishi TB23 cực kỳ mới ạ. Chế 2 kim. Vâng, đây nó đây. Nguyên zin nguyên bản cho bà con hết. Vâng, cái bà con nào mà cần mua con này, em sẽ tặng thêm một cái tay ga đôi nữa cho bà con, bộ tay ga đôi. Là 2 ga luôn. Giá vẫn vậy ạ. Con này giá 1,8 triệu nha bà con. Vâng, con số Y14. Cực kỳ mới, cực kỳ xịn, nhẹ phát nổ, phụ kia phụ phát ok.
Vâng, tiếp tục là con i15 đến từ thương hiệu Mitsubishi. TB27 nhá. Vâng. Có mã số series TB27. Tum rời tum nhôm. Rin nguyên bản 100%, tay ga cùm kiếp. Vâng, đi hết cho các bác. Chế 2 chim chế con rô. Vâng, một con hàng khủng Mitsubishi TB33 lòng 36 ly, sử dụng chế qua Guamoro, hai kim tum nhôm cống lớn ạ. Rin nguyên bản 100% cho các bác, ô biết còn sáng nguyên nhá. Vâng, một con TB33. Bác nào thích phát khỏe, có người nào mà thuê như anh Tây anh phát thì cứ xả những dòng máy này cực kỳ bền. Vâng, nóc máy có dập Mitsubishi nhá. Những cái dòng này là lốc máy dọc Mitsubishi có trợ lực nhá. Vâng, con này có giá là 3,2 triệu nha bà con. Giống như thế này. Vâng, nổ đi. Vâng, con này có trợ lực, kéo nhẹ, tuy nó là máy lớn rồi nhưng mà kéo nhẹ nó nổ. Vâng, kéo nhẹ cái nó nổ luôn. Đó, nhẹ cái nó nổ. Vâng, tiếp tục con i17. Con i17 cũng là Mitsubishi 23, nó cũng vậy thôi. Vâng, con này cũng 3,2 triệu ạ, cực kỳ mới. Vâng, cũng có trợ lực luôn. Rồi giật nổ, con này có giá 3,2 triệu nhá. Vâng, tiếp tục là con i18. Con đến thương hiệu Sinh Nhau Qua 35cc lòng 36 ly ạ. Cực kỳ chắc chắn ạ. Cực kỳ trâu bò, siêu khỏe. Con này thì uy lực của nó, tiếng máy của nó uy lực thì các bác không phải lăn tăn này. Cực khỏe. Đó, cần cũng lớn luôn nhá. Cần đầu bò lớn hết ạ. Lên nguyên bản 100% cho các bác. Tay ra hộp. Rồi, cần nó. Vâng, con này có giá là 3,1 triệu nha bà con. 3,1 triệu cho con Sinh Nhau Qua 35cc lòng 36 ly. Độ tua của con này thì cực nhanh các bác nhé. Các bác thích tua nhanh, khỏe hạn, bên thì dòng xài loại này nhé. Vâng, tiếp tục là đến con những cái dòng Estin ạ. Và con i19 để thực hiện Estin cực kỳ mới. Vâng, con 21cc cực kỳ nhiều. Vâng, các bác nào U50-60 xài những dòng này nhá, vừa dễ lổ nhẹ nha. Cái con này chưa tới nó tầm khoảng 4kg, hơn 4kg xị xì rồi, cực nó khỏe, đồ tua nhanh. Ưu điểm của nó là dòng Estin này, những dòng Estin này độ tua rất nhanh nhá. Và tiếp tục là con một con Estin tiếp ạ, con số i20 22cc. Vâng, con này cũng giá 1,3 triệu nhá. Vâng, con này tay ga hộp green nguyên bản 100% cho các bác luôn. 22cc. Vâng, tiếp tục là con số i21 ạ. Vâng, con là một con Estin đời mới, mới lên trên 90% nhỉ. FS55 mới gần 4 triệu hơn 4 triệu. Vâng, các bác mua con dòng này, con mới này là 4 triệu hơn 4 triệu là mua đời mới này. Một con Estin đời mới i21 có giá là 1,8 triệu nhỉ. Rin nguyên bản 100% cho các bác. Con này thì không khác gì các bác mua máy mới nhỉ. Sản xuất 2014. Ai cũng này sản xuất 2014. Tháng 5 2014. Vâng, cực kỳ mới luôn nhá. Tay ga nguyên bản. Con này em để nguyên rin cho các bác nào lấy con này thì để nguyên rin về phát nó dễ phát nhá. Đâu, tay cầm nó này. Bác nào thích phát để uy con này, nguyên rin nguyên bản không phải thay tay đôi đâu ạ. Còn cái nổ của nó đặc trưng không có dòng nào. Tiếng nổ nó không có dòng nào nó giống cái dòng này đâu ạ.
có trợ lực nhá. Vâng, đấy là con Y21. Con Y21 này có giá là 1.800.000 nha bà con. Tiếp tục là đến Y22 ạ. Con 22, số 22. Vâng, một con Singu sử dụng chế ngang, cực kỳ ngon ạ, bô lớn luôn ạ. Cái dòng này nói thật chứ thương hiệu của nó chưa được tên tuổi nên là nó vậy thôi, chứ còn nếu mà để mà em so sánh cái con này nó không kém con những cái dòng Mitsu đáng bao nhiêu luôn nhá. 26cc. Vâng, con này 26cc, lòng 34 ly. Con đấy. Y22 có giá là 1.500.000 nhá. Vâng, cần tay nó đây, tay ga em nó thay cái tay ga bóp này cho dễ nào. Vâng, một con Y22 đến thương hiệu Singu 26cc. Vâng, tiếp tục lại một con Singu, con 26, số 26, có giá 1.400.000. Con này tay ga 1, hiện tại nguyên bản zin em để nguyên bản zin như vậy. Bác nào mua con này em tặng thêm một bộ tay ga đôi như thế này nữa nhá. Tặng miễn phí luôn cho các bác hai tay ga luôn. Chế ngang. Con này nó nhìn nó xấu hơn bên cạnh một tí xi thôi ạ, nhưng mà máy y chang nhau luôn. Và con này em bán giảm giá xuống 100.000. Con này có giá 1.400.000 ạ. Máy móc hai thằng ngang nhau thôi. Chỉ vì cái vỏ mà em bán thấp giá xuống hơn 100.000 nhá. Vâng, con Y26 giá 1.400.000 ạ. Nói thêm ạ, hai con này Singu này đời này toàn trợ lực hết ạ, trục giật trợ lực hết nhá, giật. Vâng, tiếp tục là tới con số 27. Vâng, đến từ thương hiệu Ruby, 23cc, lòng 32 ly nhá. Sử dụng chế cưa. Cái dòng chế này thì ưu điểm của nó là không bao giờ cong quả ga các bác nhá, cực kỳ bền, chế như kiểu chế máy cưa ấy ạ. Vâng, con 23 đến từ thương hiệu Ruby, 23cc, cực kỳ mới ạ, lòng 32 ly nhá. Vâng, dòng này sử dụng toàn sử dụng một tay, 23 sử dụng một tay nhá, nhẹ nhàng, dễ lổ. Cái dòng này thì gần như là nếu mà để mà nói về độ ăn ít xăng thì nó là được đầu bảng đấy ạ. Ăn rất ít xăng. Vâng, cực kỳ mới ạ. Vâng, con này có giá là 1.400.000 nha bà con. 1.400.000. Cũng là Ruby 23cc, hai con mới ngang nhau y chắc nhau luôn. Hai anh em này, hai anh này là hai anh em sinh đôi, từ tay chân các thứ là giống nhau hết ạ, hai anh em sinh đôi nhá. Con số 28, 1.400.000. Rồi, đến con tiếp tục là con Y29, cũng Ruby 23cc. Vâng, con này cũng giá 1.400.000 nha bà con. Y chang luôn. Con này em mai em sẽ lắp cái tay đôi về cho các bác. Vâng, tiếp tục là con số Y30, 29 rồi đến 30. Con 26cc, cũng thương hiệu Ruby. Con này có giá là 1.650.000 nhá. Vâng, em giảm giá đấy ạ. Những cái dòng này bữa nay em giảm giá xuống cho các bác dễ mua. Dòng này cũng con này 26cc, lòng 34 ly nhá. Vâng, đi nguyên bản 100% các bác luôn. Cực kỳ dễ lổ luôn. Vâng, tiếp tục là con số Y31 ạ. Và cũng một Ruby 26cc, lòng 34 ly, cũng như con này bên cạnh thôi. Vâng, con này có thêm cái tay ga này nữa, tay ga hộp. Vâng, con này Y31 có giá là 1.650.000 đồng nha các bác. Vâng, 26cc, lòng 34 ly, sử dụng chế cưa, cực kỳ bền. Và
Vâng, tiếp tục là con số Y32 đến thương hiệu Ishiki, mới trên 90%, sử dụng chế Gomoro, chế 2 tầng. Tum nhôm. Vâng, tum nhôm nha các bác, tum nhôm. Vỏ bọc Ishiki này, còn nguyên này. Tay ga bóp. Vâng, tay ga bóp thì cạc cực kỳ xịn. Vâng, con này 23cc, lòng 32 ly. Có giá là 1.600.000 nha bà con, cực kỳ rẻ. Vâng, riêng với bản 100% rồi. Vâng, tiếp tục là con số 33 đến thương hiệu Zenwatt BCZ230. Vâng, con này 23cc, lòng 32 ly ạ. Vâng, sử dụng chế cũng 2 tầng, chế Gomoro, le tự động nha. Tum nhôm, cực kỳ xịn. Vâng, tay ga đây, tay đây. Các bác cái dòng máy này thì các bác thích nào thay tay một thì dùng sử dụng máy này nhá. Cái con này thì khỏi phải thay tay đôi đi ạ. Để ý như vậy sử dụng ạ. Vâng, con này thì có giá là 1.500.000 đồng nha các bác. Tiếp tục là con số 34. Vâng, con 34 đến từ thương hiệu Maruyama, 26cc, lòng 34 ly, sử dụng chế ngang. Sử dụng chế ngang. Vâng, cực kỳ mới. Lên nguyên bản 100% cho các bác. Vâng, con số Y34 có giá 1.800.000 nha. Cho thương hiệu Maruyama, trợ lực, trợ lực, lòng 34 ly nha. Đấy, cái dòng này các bác chỉ cần thả đứng, rút lên, rút luôn, thả xuống. Nói chung là chị em phụ nữ hoặc các bác là già già thì cái loại này giật không cần phải giật khỏe, nhấc cái đầu nổ thôi ạ. Vâng, tiếp tục là con số Y35 ạ. Con số Y35 đến từ thương hiệu Maruyama, 23cc, lòng 32 ly, sử dụng chế ngang. Vâng, con này có giá là 1.500.000 đồng nha. 1.500.000 đồng cho con Maruyama 23cc. Vâng, tiếp tục là con số 36. Con số 36 là con G2K đến từ thương hiệu Zenwatt Komatsu Zenwatt đấy ạ. Vâng, đã lên chế 260, chế Zin 3, một loại chế của Việt Nam mình, nói chung là chế ngon nhất của Việt Nam mình. Các bác nào thay cái chế này ngoài người ta cũng lấy bác 180-200 ngàn đấy nhá. Vâng, tum rơi. Vâng, con số Y36 cc nó tầm khoảng 25-26cc, lòng 34 ly. Vâng, có giá là 1.800.000 nha bà con, 1.800.000. Vâng, bà con nào thích khỏe, nhiều đồ, với cái dòng này rất nhiều đồ nhá. Cái gì nó có đồ hết, từ lòng hơi bít tông xà lanh có đồ hết nhá. Vâng, tiếp tục là con Y37 ạ. Vâng, đến từ thương hiệu Komatsu G3L. Vâng, bình xăng chảy cực kỳ khỏe nhá. Tum nhôm và cống lớn nhá. Và con Y37. Vâng, bác nào thích khỏe, đặt cương. Đây. Đấy, dòng này nhá. Dòng này có thể thay lòng 40 vào được nhá. Con này 36. Con này lòng đang lòng 36. 33cc, lòng 36. Bác nào thích khỏe hơn có thể độ lòng 40 vào, ok nhá, không phải độ đâu mà có lòng ráp vào luôn đấy ạ. Vâng, hôm nay em đã báo giá cho bà con bao nhiêu con nhỉ? 37 con máy. 37 con máy đến từ rất nhiều thương hiệu khác nhau ạ, gần như các đủ các thương hiệu khác nhau. Vâng, cái giá này em đã báo là đã bao ship nhỉ, em nhắc lại nữa, bao ship, bao đồ cho bà con hết rồi. Đồ thì gồm có là dao vuông này, bát phát cước, dây đeo, tít mở buji và đầu dao. Những cái con nào mà tay ghi đông mà có cái lục giác như vậy em tặng thêm một cái lục giác nữa nha. Bác nào đặt hàng, con nào thì cọc cho em 50.000, em sẽ gửi đường vận chuyển bằng đường Viettel, đã ship tận nhà cho các bác nhé, ship tận nhà. Trước khi các bác nhận hàng, các bác có thể lổ thử test thử máy nhá. Vâng, test thử máy. Vâng, rất nhiều to nhỏ lớn béo, hôm nay là em đăng lên cho các bác hết nhá. Vâng, em xin kết thúc video tại đây ạ.